Quy trình thu lưới kéo đôi gần giống với kéo đơn. Điểm khó duy nhất là hai bên phải đồng thời tác nghiệp. Hơn nữa tiến độ không được tranh lệch quá lớn. Lưới kéo đôi cần sự phối hợp nhân lực, đặc biệt là khi cá nhiều, thủ công phải tận dụng lực của tời, đồng thời kéo đầy lưới lên, để mặt lưới và đầy lưới thu hẹp lại, tạo thành một cái túi. Như vậy cá trong lưới sẽ không thoát được. Không thể kéo nữa, kéo nữa tời không chịu nổi đâu. Lưới cũng không chịu nổi. Bây giờ chỉ có thể dùng tay ném lưới. Trước hết đánh bắt lần lượt cá trong lưới lớn lên. Đợi đến khi trọng lượng trong lưới giảm bớt, mới từ từ thu lưới lão miêu nói xong liền quay về buồng lái qua vô tuyến điện hạ hai mệnh lệnh cho tàu tần phấn mệnh lệnh thứ nhất là tắt máy không tiến lên nữa mệnh lệnh thứ hai là bảo họ dùng tay ném lưới tác nghiệp bên triệu khanh đã bắt đầu ném lưới lưới ném xuống nước rồi nhanh chóng kéo lưới lưới này cũng không nhẹ có vẻ nặng bốn năm trăm cân triệu khanh cũng không để ý đến ánh mắt mọi người nữa trước hết đưa cá lên đã rồi tính trời ơi a à khanh em kéo lên kiểu gì vậy đúng vậy anh à sao anh kéo lên được đừng lại nhảy nữa mau làm việc đi phân loại cá một chút Xem có những loại cá nào Triệu Khanh không rảnh mà lật qua lật lại Tiếp tục ném lưới Anh ơi, có cá chép đen Trời ơi, con này to thật A à Khanh ca, có cá vượt, một con to lắm A à Khanh, con cá mú này to thật Triệu Khanh đã kéo lưới thứ hai Lão Miêu vội vàng tiến lên giúp đỡ Lưới này cũng tương tự lưới trước Đều khoảng 4 500 cân Không cần tránh hàng cá Anh ta liền thấy rõ một con cá chép đen nặng đến hơn 40 cân Cá chép đen vì cá quý Nên cá càng to càng đắt Nếu nặng vài cân thì giá rất bình thường nhưng qua 10 cân giá sẽ tăng vọt lên rất nhiều như con 40 cân này giá một cân ít nhất có thể bán đến trên 45 tệ cứ ném lưới hết lần này đến lần khác rất nhanh triệu khanh đã cảm thấy mệt mỏi liền đổi sang a thần ném lưới vừa ném là kéo ngay không thể để lưới chìm quá nhiều không thì kéo không nổi biết rồi a à khanh ca hay rất nhanh thời gian đã trôi qua hơn 2 tiếng lúc này mọi người đều mệt đến thở hồn hển được bao nhiêu rồi chúng ta đã qua 14 lưới bắt được ít nhất sáu nghìn cân cá rồi ước chừng bên a bình cũng tương tự nghỉ ngơi một lúc lão miêu tiếp tục ném lưới triệu khanh quét mắt nhìn mặt biển phủ lưới hơi nhức đầu một chút cảm giác cá không giảm là mấy đến lúc kéo lưới ba người đều tê cứng lưới này nhiều quá ít nhất cũng phải bảy tám trăm a tư ai dũng qua đây giúp một tay hai anh em buông việc trên tay xuống cùng nhau kéo đến khi kéo lưới lên a à, thần vung về cánh tay hơi tê liệt Ha ha, là cá mau lớn. Lão Miêu nhìn con cá khổng lồ nặng trăm cân, không khỏi reo lên vui sướng. Con cá này thực ra hơi giống cá đen, nhưng khi bán thì đắt hơn cá đen nhiều. Lại ném thêm một lưới nữa. Mọi người lại cùng nhau kéo lưới, gần 2 tiếng làm việc, ít nhất lại thu hoạch hơn một vạn cân cá, nhưng bây giờ không một ai vui nổi. Thật mệt quá. Đúng vậy, cứ làm đi, cố gắng làm xong trước khi trời tối. Lại gần 3 tiếng làm việc. Lần này hai chiếc thuyền cộng lại, lại kéo lên gần hai vạn cân cá. Ít hơn lần trước, nhưng tốn thêm hơn một tiếng nữa. Không cách nào khác, Mọi người quá mệt mỏi, làm đến cuối cùng chỉ còn một hơi thở gắng gượng. Từng người nằm giang tay chân trên bong tàu, cũng mặc kệ bong tàu bẩn thế nào, a à khanh lên đây định thế nào? Về thôi, không làm nữa. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhiều hàng hơn nữa cũng còn người làm, bây giờ mọi người căn bản không còn sức để bền bỉ tiếp. Hai người xác định xong sắp xếp tiếp theo, lão Miêu thông báo cho triệu Bình qua vô tuyến. A à Bình, hàng thừa còn lại để hết lên tàu đoàn kết, để lại hai người lái tàu, những người còn lại chuyển hết lên tàu đoàn kết giúp phân loại trên tàu lai phúc vẫn ngồi xổm ở mũi tàu cả ngày xa xa cũng thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu của hồ tử đại tráng thì bơi qua bơi lại chậm rãi ở phía bên kia tàu triệu khanh đi đến trước gương nhìn đại tráng kết quả nó cũng ngẩng đầu nhỏ nhìn anh một lúc bơi về phía xa nhận thấy triệu khanh không động đậy nó lại quay trở lại cứ lặp đi lặp lại như vậy Người bảo ta nên rời khỏi đây à đại tráng tất nhiên không thể đáp lại anh ta đến mũi tàu lai phúc cũng vẫn kêu gù gù anh cũng bảo tôi rời đi à hồ tử ở xa thì không có ý gì nhưng khác với trước đây là trước kia sau khi giúp đỡ xong chúng sẽ rời đi Lần này lại hoạt động gần 10 tiếng. Ở vùng biển không xa con tàu, Triệu Khanh nhìn bầu trời đen kịt. Tâm trạng chìm xuống, không rõ nguyên do. Miêu ca, đợi lười kéo lên hết. Chúng ta đừng nghỉ nữa, đêm nay cứ lao về nhà thôi. Nghe theo anh vậy, theo cách của lão Miêu, cuối cùng đã kéo thành công lên tàu. Từ lưới đựng bày, 8 tấn cá. Lưới vô tình mắc vào đuôi tàu, bị xé toang một lỗ lớn. May mà cá không rơi ra nhiều lắm. Triệu Khanh đành trực tiếp nới rộng miệng lỗ. Mọi người cứ thế mà phân lại. Trụ tử bọn họ cũng tập trung đến tàu đoàn kết. Trên mặt cũng đầy vẻ mệt mỏi. A à Khanh hình như bị sốc nhiệt. Tàu phấn hào lần này tăng thêm ba người. Hai người đến từ nhà ngoại của chị dâu. Giống như lần trước, một người họ Hạ, một người họ Trần, còn một người là anh em họ bên cậu của A Hóa. Họ Ngô, tuổi tác tương đương Triệu Khanh. Thế nào rồi? Tôi vừa cạo gió cho anh ấy. Bây giờ người không nóng nữa. Anh ấy nói hết đau rồi. Chỉ là cả người không có sức. Triệu Khanh vẫn không yên tâm. Mang theo chút đồ ăn đến tàu xem qua. A à Khanh ca, em không sao. Nghỉ ngơi chút là có thể làm việc. Không phải đến giúp em làm việc. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe, còn muốn nôn nữa không? Không muốn nữa, chỉ là nước chính khí hương bạc hà khó uống quá. Triệu Khanh đại khái hiểu ra, trước đây bảo thằng nhóc này uống chắc chắn bị đổ đi rồi, nhưng bây giờ cũng không phải Chánh lúc cậu ấy, vẫn an ủi thêm vài câu. Anh cả, hướng trước tiên đi, chúng ta cố gắng đơn. đi gần bờ một chút, men theo bờ biển về nhà. Biết rồi, vậy em sang đó đi, anh sẽ chú ý canh đêm. Quay lại tàu đoàn kết một lần nữa, lão Miêu đang tăng tốc lái tàu. Hồ Từ nhận ra họ sắp đi, kiều tha thiết, Triệu Khanh vẫy tay từ biệt chúng, lại nhìn sang đại tráng bên trái, đối phương đã biến mất. Bây giờ chỉ còn Lai Phúc đứng ở mũi tàu, nhưng chỉ một lát sau đã vỗ cánh bay lên trời. Đột nhiên, ba đội nhỏ cùng rời đi, khiến trong lòng anh không khỏi có chút lưu luyến. Hồ Tử, Đại Tráng, Lai Phúc, lần sau gặp lại nhé. A à, Khanh Ca, mau đến xem chúng ta bắt được gì này. Chỉ thấy một con cá rất dài, nhìn qua cứ tưởng là cá thu cỡ lớn, thân cá có màu xám bạc. Nhìn kỹ còn có vân xanh đen, một phần cơ thể bị mài mòn, cá dài ước chừng 3 mét. Phần đầu hướng về bến tàu có dạng vương miện, chỗ rộng nhất khoảng gần 40 cm. Đây chính là cá đai vàng dưới biển. Nhìn qua cứ tưởng là cá thu cỡ lớn, nhưng thực ra không hề liên quan. Cá đai vàng thuộc bộ cá chê họ cá đai vàng, con cá thu thông thường thuộc bộ cá vực họ cá thu. Đáng lẽ bắt được con cá lớn như vậy, mọi người phải vui mừng chứ. Nhưng giờ phút này trên mặt mọi người không có nụ cười, ngược lại còn mang chút hoảng loạn, bởi vì cá đai vàng còn được gọi là cá động đất. Mỗi lần xuất hiện của nó đều báo hiệu chắc chắn sẽ có động đất xảy ra ở một vùng biển nào đó. Đừng hoảng, chúng ta đang chạy về nhà hết tốc lực. 10 tiếng nữa chúng ta sẽ đến bờ biển. Đến lúc đó men theo bờ biển tiếp tục đi về phía bắc là về đến nhà. Đúng, tất cả hãy yên tâm. Chúng ta tiếp tục làm việc. Cố gắng việc. làm xong việc trong 5 tiếng, còn có thể ngủ ngon một giấc. A Khanh, anh nói xem hải sản trên hai thuyền của chúng ta có thể bán được bao nhiêu tiền? Đúng vậy, lần này A Khanh ca bắt được nhiều cá quý. 12 vạn cân cá mú vàng, còn có cá chim vàng. Nhưng thứ này có thể bán được hai triệu tệ không? Tôi ước chừng có thể bán được 3 triệu tệ. Việc bán cá dao cho tôi, nếu hải sản trên hai thuyền này không bán qua 4 triệu tệ, phần còn lại tôi sẽ bù vào. Tôi biết ngay theo A Khanh Ca sẽ có thịt ăn mà. Sao thế tiểu tử này, anh không muốn ở lại nữa à? Chủ tử nói đúng một câu, A Trạch lập tức im miệng. Tuy hai người chỉ là họ hàng xa, nhưng giới quyền của thủ trụ bây giờ lại là đại phú trên thuyền. Quan trọng hơn là, tên này biết võ, biết đánh vào chỗ đau, lại mất khoảng 3 tiếng bận rộn. Cuối cùng cũng khiêng xong giỏ cả cuối cùng và kho lạnh. Mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy tôi còn có thể làm thêm 10 tiếng nữa Tiếc là không còn cá Nếu có cá tôi cũng có thể tiếp tục làm Quá đã Được rồi đừng nói nhảm nữa Dậy đi Tôi phải rửa bong tàu rồi Rửa đi Tôi không muốn động đậy nữa Rửa luôn cả tôi đi Tôi cũng không muốn động đậy nữa Dậy mau Vừa rồi không phải nói mình còn có thể làm thêm 10 tiếng nữa sao Đấy không phải là không có cá Anh sao? chờ mắt một lát đi Từ sáng sớm hôm kia xuất phát đến giờ anh chưa chờ mắt ba ca anh cũng chỉ ngủ được một hai tiếng hay là để tôi thay anh một lúc anh ngủ trước đi tôi vẫn ổn mệt là các anh mau ngủ đi chúng ta còn 5 tiếng nữa là đến gần bờ biển đến lúc đó anh lại để lại tàu triệu khanh thấy khuyên không được liền bước ra khỏi buồng lái đi đến bông tàu mọi người đã nằm trên bông tàu sạch sẽ. triệu khanh tìm một chỗ trực tiếp nằm xuống chốc lát anh đã ngủ thiếp đi mau vào khoang tất cả mau vào khoang mưa đá rồi ôi mẹ ơi đau quá nhanh lên mọi người mau vào khoang mưa đá càng lúc càng to càng lúc càng dày rơi trên tàu kiều lốp bốp mặt biển như đang đổ mưa bắn tung vô số bọt nước không sao chứ miêu ca bây giờ có nguy hiểm chỉ là tầm nhìn bị cản trở thôi tôi đã thông báo anh bình tạm thời đừng tiến lên nữa chỉ mong đừng kéo dài quá lâu kính của chúng ta sẽ không bị đập vỡ chứ không đâu kính chắn gió phía trước tàu còn tốt hơn ông tô chắc chắn sẽ không sao đâu lão miêu nói chắc chắn rộng nói rõ ràng thiếu tự tin lần này triệu khanh cũng nhìn rõ kích thước của mưa đá cỡ trường viên bi hồi nhỏ chơi thỉnh thoảng có viên to cũng chỉ nhỏ hơn bóng bàn một vòng hai người đang chăm chú nhìn mặt biển ngay lúc đó chỉ nghe một tiếng bước trước mắt đột nhiên tối sầm hỏng rồi đèn pha bị đập một phát không sao đồ dùng thường dùng trên tàu đều có dự phòng đợi mưa đá qua rồi sắp xếp thay là được a à bình tôi là lão miêu bên anh thế nào không sao chỉ là trước mắt chẳng nhìn thấy gì cả Trước sau cộng lại cũng chỉ mất 10 phút. Cuối cùng mưa đá cũng dừng. Triệu Khanh bước ra khỏi buồng lái. Đối diện là một trận gió biển mát lạnh đã lâu không gặp thổi tới. Mọi người đã ngột ngạt không chịu nổi sớm đã ra bong tàu. Đau quá đau quá, vừa rồi tôi bị đập vào đầu. Tôi còn chưa từng thấy mưa đá bao giờ. Cũng chỉ vì đại ca cứ kéo tôi, hại tôi chẳng nhìn rõ gì cả. Ở ngoài làm bia cho người ta bán chắc. Chưa từng thấy đứa ngu như mày hừ. A thần, A trạch và A hòa ba người nhìn nhau. Thấy không ai để ý, gần như đồng thời lén lút nhặt một viên mưa đá từ dưới đất. Nhét vào miệng, cũng giống đá lạnh Vậy anh nói với ông trời đi Lần sau cho thêm chút đường trắng vào Mà nói này cái này ăn được không Ba người nhìn tôi Tôi nhìn anh Ngay lúc đó kỳ quái nhổ ra Vừa hay triệu khanh nhìn thấy Trước đây anh cũng từng làm chuyện ngu ngốc như vậy Miêu ca Anh nghỉ ngơi chút đi để tôi lái Mỗi nửa tiếng liên lạc với tần phấn hào một lần Biết rồi Lão Miêu Bước ra khỏi buồng lái Bây giờ là 12 giờ dưới đêm Khoảng cách tuyến đường đến bờ biển còn hơn một tiếng chỉ cần đến gần bờ biển sẽ an toàn hơn nhiều Bất kể có chuyện gì đều có thể lập tức chọn cập bờ Lái chưa đầy nửa tiếng. Đang định mở vô tuyến liên lạc với đại ca một chút, lão Miêu lại bước vào. "A à Khanh à, trời mưa rồi mà gió cũng đang mạnh lên." "Miêu ca, chưa đầy một tiếng nữa sẽ vào được. Tuyến đường ven bờ biển, vấn đề chắc không lớn. Đến gần tuyến đường ven biển thực ra càng nguy hiểm, bởi vì đá ngầm sẽ nhiều hơn." Lão Miêu nói xong, chạy ra ngoài nhìn một cái, chốc lát lại quay vào. "Để tôi lái, sóng càng lúc càng cao." "A à Bình, lái sang trái 20 độ, cố gắng để đuôi tàu đối diện với sóng. Khi đi tàu trên biển, Ai cũng hiểu đạo lý ngược gió tàu sẽ chậm lại, nhưng nếu giữ hướng song song với sóng, cũng rất nguy hiểm. Một đợt sóng đánh vào thân tàu, không chừng sẽ làm tàu lật úp. Cách tốt nhất tất nhiên là giữ góc 90 độ với sóng. Để sóng đánh trực diện đầu tàu hoặc đuôi tàu, giảm lực cản tiếp xúc giữa thân tàu và sóng. Như vậy không chỉ giảm nguy hiểm, mà còn có thể tận dụng lực đẩy của sóng để tăng tốc, tiết kiệm nhiên liệu. Trên biển thường một chi tiết nhỏ có thể cứu mạng cả tàu người. Mặc dù bây giờ sóng vẫn chưa lớn lắm, nhưng lão miều vẫn đưa ra quyết định tốt nhất. Triệu Khanh bước ra khỏi buồng lái, gió ngược mặt của thực mạnh hơn lúc này không ít. A à Khanh, gió mạnh lên rồi, tôi ừ, sắp đến gần bờ biển rồi, chắc còn nửa tiếng nữa là vào được tuyến đường ven bờ. Vậy thì đừng lo nữa, gió mạnh thêm nữa, chúng ta cùng lắm tìm một vịnh nội địa mà chạy vào. Chỉ cần có vịnh nội địa, chắc đia. chắn sẽ có bến tàu. Đến lúc tàu không về được, chúng ta dỡ hàng tại châu cũng được, vẫn là anh nghĩ chu đáo. Hi hi hai người nói chuyện một lúc, trụ tử liền đi tuần một vòng ở mũi tàu, trải qua hơn một tiếng. Cuối cùng cũng đến tuyến đường ven bờ, mới thả lòng đôi chút. Ngay cả trên mặt lão Miêu cũng có nụ cười. Trụ tử anh lái một lúc đi, tôi với A Khanh chợp mắt chút. Nghe nói ngoài biển sới hiện mưa đá Mọi người không sao chứ ồn ừ cả Chúng tôi sắp về đến nhà rồi đông ca Thuê 20 người phụ việc đi Bên này thuyền viên của chúng tôi đều mệt lạ rồi Lần này hàng rất lẫn lộn Anh phải xử lý ngay lập tức Tốt nhất nên tìm thêm vài chiếc xe đông lạnh rồi thuê thêm một kho lạnh lớn trong thành phố Sao lại cần nhiều người vậy? Vụ thu hoạch lần này rất nhiều Hai chiếc thuyền cộng lại ít nhất phải có vài vạn cân hàng Trời đất ơi! Sao lại nhiều vậy? Tôi biết rồi Cũng không nói nhiều nữa Gọi vệ tinh đắt lắm Nhưng cũng đâu cần phải tiết kiệm chút này nhỉ A à Khanh, cậu không phải bị cảm rồi chứ? Không sao đâu, có lẽ là có quá nhiều người nhớ tôi thôi. Gần đây xuất hiện thời tiết đối lưu mạnh. Bao số 6 có thể sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển thành phố chúng ta. Đề nghị tất cả tàu thuyền đánh bắt chú ý, tạm dừng mọi hoạt động ra khơi. Triệu Khanh nghe thông báo khẩn cấp của cục hàng hải, rất mừng vì đã chọn quay về sớm. Chẳng mấy chốc con thuyền đã cập bến. Cha dẫn theo gần 10 người đứng bên trái, Trần Đông dẫn theo một đám đứng bên phải. Triệu Khanh nhìn anh cả một cái, đôi mắt toàn tia máu, nhưng tinh thần vẫn ổn anh cả anh với thủ dạ về nghỉ ngơi trước đi nhớ gọi điện báo bình an cho chị dâu anh tạm thời đừng vào thành phố ngủ một giấc rồi hãy đi được vậy anh về trước đây ba người ba dẫn theo lên thuyền hết còn phải giúp lái xe ba bánh trở đến trạm thu mua giữa hàng cứ để người đông ca gọi đến làm đi bao nhiêu người thì bận rộn đến tối làm xong là tốt rồi nói vậy là gặp được đàn cá lớn có vài vạn cân làm việc xong rồi nói mấy anh hôm nay phải làm phiền các anh rồi đại quốc anh nói vậy thật là khách sáo người khác còn tưởng hai nhà chúng ta mới quen hôm qua không bằng Đúng vậy, nhờ anh, thu nhập mỗi nhà trong làng chúng ta đều tăng lên. Không phải nhờ sự lãnh đạo anh Minh của anh sao? Ha ha, đâu có đâu có. Chúng tôi cố gắng làm xong trước khi trời tối. Lúc đó tôi mời mọi người ăn cơm. Tiền công cũng không thiếu một xu nào. A à, Khanh, có những loại cá nào? Hơn 20 con cá kiếm cộng lại khoảng hơn 4.000 cân. Còn có hơn một vạn cân cá mắt to. Vài nghìn cân cá chim và cá bạc má. Rồi đến cá chấm. Ước tính khoảng 1-2 vạn cân. Cá nục có vài nghìn cân lớn. Còn lại thì khá lẫn lộn. Cả tam đào các loại chắc cũng phải 2, 3 nghìn cân. Rốt cuộc là sao? Các anh ra ngoài cũng chỉ 3, 4 ngày. Cộng thêm thời gian đi về, kéo được mấy lưới đâu. Sao lại có nhiều cá vậy? Đông ca, làm xong rồi nói. Anh đăng ký ở đây một chút, tôi về trạm thu mua xong trước. Xong việc sẽ gọi. Được rồi. Hôm qua cuối cùng truyền xuống khá nhiều cá con. Ta thấy cá mỏi cũng nhiều. Nên bảo người cân qua một lượt, khoảng 2.300 cân. Cái này để lại hết cho trang trại làm thức ăn. Tính cho con một tệ tám một cân. Ta bảo bà cụ mổ mấy con gà, con thu được ít trứng gà ta nữa. Hôm qua lúc A à Bình đi ta không có nhà. Hôm nay con qua đó đưa cho chị dâu. Con biết rồi. Ba, bà biết ai biết lấy bong bóng không? Ba miễn cưỡng làm được, nhưng mấy con gà đó quá quý, vẫn nên tìm người chuyên nghiệp hơn đi. Tứ ông nội con chính là cao thủ. Chốc nữa ba đi nói với ông ấy. Đúng rồi, nhị bằng đi làm ở Thiên Cầm rồi. Ba hỏi Đại Ngọc, anh ấy khá hài lòng. Ba sợ anh ấy chỉ nể mặt ba thôi. Con nhớ lúc đi ngang qua thì hỏi Đại Ngọc tình hình thực tế. Con biết rồi ba. Nhị bằng ca, A à Khanh Đề Đa, Lưu Tổng đang viết đồ trong đó. Đại Vũ, tôi nói với anh, Chuyến ra biển này của tôi nguy hiểm lắm. Tôi thấy anh cũng không sụt cân tí nào mà. Đừng nói nhảm, kênh bán hàng thế nào rồi? Tôi nói với anh này, tuy sản phẩm mãi tháng 10 mới chính thức sản xuất, nhưng mạng lời bán hàng vẫn phải xây dựng trước. Anh không thể để tôi nghỉ ngơi được à? Dù sao tôi cũng không quản. Lúc đó đã định sẵn rồi. Tôi chỉ quản phát triển và sản xuất hàng hóa. Nếu anh thấy bận không sể thì tuyển thêm một người quản vận hành bán hàng tôi biết đi đâu tìm người như vậy vậy thì tôi không quản tôi thấy không chỉ nên phát triển hải sản sơn hào cũng có thị trường đây là kết quả khảo sát thị trường tôi ủy thác bên thứ ba làm anh xem qua đi chú cháu đến rồi chưa ăn cơm ở đây lát nữa còn phải vào thành phố ban với đông ca xem xử lý hàng thế nào bên nhà hàng cháu cũng phải qua một chuyến chắc hôm nay không về được rồi con cá đuôi gà chú để lại trông như thế nào cháu định lấy bong bóng để người nhà ăn A à Khanh, nghe nói nhà cháu có cá kiếm bán. Để lại cho ta 5 cân nhé. Được rồi, mai tìm đến lấy là được. Chú xem, loại cá này khá được ưa chuộng nhỉ. Bình thường thỉnh thoảng cũng gặp được, nhưng phần lớn đều bị người ta lấy nguyên con. Bây giờ có người biết bên cháu có bán lẻ. Đều muốn mua vài cân ném thử. Sáng sớm đã có hơn chục người đến đặt cá. Còn có người gọi điện đến hộp thư của cháu và A Đông. Để lại hai con, nhà hàng đặt một con. Con còn lại chắc chắn không đủ chia. Cháu cũng vừa gọi điện cho Đông Ca, Bảo anh ấy lúc về mang thêm một con nữa Ha ha ha, vậy thì ruột cá lấy bong bóng xong Với cả thịt cá mè đen, tiểu ai bán ra cũng không vấn đề Mấy cái đó đừng nghĩ đến bán nữa Cháu chia với A Đông đi Nó nói nó có việc lớn dùng đến Cả chim đã thương lượng xong hết rồi Cá mõm nhọn lượng hơi nhiều Chiều có hai loại ngoại lai Hơn một vạn cân Không thành vấn đề lớn Còn rất nhiều hàng tốt Khá lẫn lộn Tôi nghĩ thế này Tôi muốn tự tổ chức một buổi đầu giá Trung thu sắp đến rồi Nguồn hàng trên tay tôi cũng cần đủ để tổ chức được chú em thấy thế nào? không cần thiết, chúng ta có hàng tốt thì không thiếu người mua. hợp tác với họ còn bị họ ăn thêm một nhát nữa. anh cũng đã nói đường dây của họ khá nghiêm ngặt. lỡ đến lúc đó họ cố tình gây khó dễ thì không sợ. cứ như chúng ta không có đường dây ấy, thị trường trong thành phố, tôi không cầu được. cũng họ. không thể bắt buộc tất cả mọi người không đến tham gia được. được rồi, vậy anh tự quyết định đi. đến lúc đó tôi sẽ gọi thêm vài người đến ủng hộ. đúng rồi, kinh thành. hay là chúng ta lấy danh nghĩa thiên tình tổ chức một buổi đấu giá ở kinh thành đi. kinh thành sao? chỗ đó ở kinh thành tôi cũng không quen ai. đến lúc đó chẳng biết thông báo cho những ai đến. Đông ca, chúng ta chuyển một phần nhỏ hàng bày ra là được. Chủ yếu là chọn một số loại khá đặc sắc như lươn lông, cá đen lớn, rồi đến cá chấm đỏ, cá kiềm lớn, cá mập lớn, những loại cá quý hiếm, còn có con cá kiềm lớn nhất. Dù sao thì hoặc là quý hiếm, hoặc là cỡ lớn, cũng không cần nhiều, có thể góp đủ 30, 50 mặt hàng là ở được. Ở chỗ chúng ta không hiếm, nhưng tổ chức đầu giá hải sản ở kinh thành. Chúng ta không nói là độc nhất, chắc chắn cũng không thua kém bao nhiêu. Trần Đông nhiêu. vẫn còn do dự, dù sao cũng quá tốn công sức, chưa kể chi phí bỏ ra, lợi nhuận thu về cũng chưa chắc đã cao hơn ở địa phương bao nhiêu. Đồng ca, đến lúc đó danh tiếng thủy sản Hưng Long của chúng ta sẽ vang đến tận kinh thành. Phải biết đó là kinh đô đấy. Người giàu nhiều vô kể. Đến lúc đó chưa biết sẽ có bao nhiêu người muốn lưu số điện thoại Sau của này anh. Sau này để anh ổn định giao hàng qua đó. Được, vậy thì làm thôi.